Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bamboo Gaming của mình. Hôm nay mình làm cái clip này để chia sẻ với các bạn về cái cách mà mình sử dụng Venti nha các bạn. Cái những cái cách hướng mà mình lên thánh di vật, những cái vũ khí mà mình có thể dùng, cũng như là những cái nhân vật mà có thể dùng để đi chung với lại Venti. Bữa giờ thì sau bản cập nhật 1.4 thì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi là Venti thì nên đi như thế nào, sử dụng thánh di vật hay là vũ khí ra làm sao. Rồi cái câu hỏi mà nhiều bạn hỏi nhất luôn á, là quan trọng nhất luôn, là các bạn có nên bỏ nguyên thạch ra để cầu nguyện Venti ở cái đợt bản cập nhật 1.4 lần này hay không, hay là skip Venti để lấy chai, hay là skip Venti để chờ Zhongli, hay là chờ nhân vật nữ Ela cầm cây trọng kiếm băng sắp tới. Đấy thì xíu nữa sau khi sau cái cuối clip này mình sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi là các bạn có nên bỏ nguyên thạch ra để Ron lấy Venti hay không nha các bạn. Rồi thì Venti các bạn nên đi thánh di vật như thế nào? Ok, cái này thì rất là nhiều bạn hỏi mình. Venti thì khuyên các bạn là các bạn nên đi một bộ bóng hình màu xanh cho Venti như mình đang đi nha các bạn. Ok, mình đang đi hơi như mình đang đi cho Venti này. Mình sẽ đổi cái ly lại. Rồi các bạn tốt nhất là các bạn đi 4 bộ bóng hình màu xanh cho Venti. Đây là cái bộ mà mình hay dùng cho Venti của mình nhất. Cái bộ này thì tấn công mình chỉ được 1k3 thôi. Tỷ lệ bạo là 39, còn sát thương bạo 102, hiệu quả nào là 190. Các bạn biết là hiệu quả nào của Venti là rất là cao. Sát thương nguyên tố phong là 61,6% nha các bạn. Tinh thông nguyên tố của cái bộ này là 415. Khá là cao nha các bạn. Tại vì mình trong cái bộ này thì mình dùng một cái cung tuyệt huyền. Thánh di vật thì mình cũng đang dùng một cái đồng hồ là đồng hồ tinh thông nguyên tố luôn. Thì đồng hồ cho Venti á, các bạn có thể dùng tinh thông nguyên tố hoặc là các bạn có thể dùng phần trăm tấn công cũng được. Tại vì cả hai cái đồng hồ này đều hợp cho Venti cả. Khi mà các bạn dùng tinh thông nguyên tố á, thì cái điểm khuếch tán từ cái lốc xoáy của Venti á nó sẽ tăng cao, nhưng mà khi các bạn dùng tấn công á, thì Venti có thể là cái điểm khuếch tán nó sẽ thấp xuống một xíu, nhưng mà lúc đó cái tấn công gốc của Venti nó cũng sẽ cao luôn. Cho nên là hai cái đồng hồ này á, mình cũng có một cái đồng hồ tấn công mình đang để ngay chỗ này này. Hai cái đồng hồ này thì tùy các bạn, cái đồng hồ nào các bạn thấy chỉ số ngon hơn thì các bạn dùng nha các bạn. Hai đồng hồ này các bạn dùng cho Venti đều được. Thì Venti của mình thì mình thường là đi Venti là đi support thôi, chứ mình không có đi nó là main chính, tại vì đây cũng là vai trò chính của Venti ở trong team nha các bạn, là support gom quái lại. Để cho những nhân vật khác có thể tạo đam ra. Đấy, support tạo đam khuếch tán cái kiểu. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái phó bản để đi đánh cho các bạn xem. Cái phó bản nào nhiều quái ấy. Bây giờ vô thung lũng ký ức nha các bạn. Thung lũng ký ức sẽ có rất là nhiều những cái con quái nhỏ nhỏ. Venti nó sẽ thể hiện vai trò của nó rất là mạnh trong những cái phó bản như vậy. Rồi vô đây. Đây là cái combo mà mình thấy là khá là ổn khi mà mình dùng ở chung với Valenti. Gần quá lại. Đó, các bạn thấy nạp của Venti rất là cao luôn. Vừa dùng một cái chiêu E một phát thôi là nó đã nạp đầy rồi. Nó nạp đầy trước khi mà cái chi quy nó có thể hồi nộ lại luôn. Đấy, các bạn thấy là mình có thể hút quái lại như vậy. Rồi sau đó mình sẽ cứ dùng một cái con nhân vật khác rồi mình thả chiêu vào thôi. Nó khống chế quái rất là tốt. Những con quái mà nhỏ nhỏ như vậy nha các bạn. Những con slam, những cái con quái đạo bảo đoàn, những con hilichun nhỏ sẽ bị hút vô hết luôn. Trừ những cái con quái lớn thì sẽ không có bị hút vô được. Đấy, với cái bộ thánh di vật này của mình thì mình dùng rất là ok. Đấy, hiệu quả nạp của mình là 190 nha các bạn. Hiệu quả nạp cho Venti á, thì bữa giờ cũng nhiều bạn hỏi mình là hiệu quả nạp cho Venti bao nhiêu là tốt. Thì nếu mà Venti của các bạn đi ngoài phó bản như vậy thôi này, giống như mình đang đi này, thì hiệu quả nạp của các bạn khoảng 160 là đã ok rồi. Từ 160 trở lên là ok nha các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng Venti ở trong Lao Hoàng ấy, đặc biệt là những cái tầng Lao Hoàng mà nó có trừ điểm
trừ điểm năng lượng của các bạn giống như cái tầng La Hoàn tầng 11 ấy, thì cái hiệu quả nạp của Venti của các bạn nên từ 190 đến 200. 200 là tốt nhất nha các bạn, có thể là đúng là 200 thì nó sẽ hơi dư thừa. Các bạn thấy 190 của mình là lúc nãy là đã dư thừa rồi. Mình dùng chiêu E cái nó hồi rồi, trước khi mà chiêu Q nó có thể hồi cooldown lại. 200 thì nó sẽ dư thừa khi mà các bạn dùng ở ngoài nhiều lắm. Nhưng mà trong cái tầng La Hoàn tầng 11 ấy, nếu mà các bạn điểm của các bạn hiệu quả nạp của các bạn mà thấp á, khoảng 160, 180 này kia á, thì các bạn phải dùng rất là cẩn thận, dùng tích nộ cho Venti, phải để ý, phải tích nộ cho Venti thường xuyên, chứ nếu không là bị trừ nộ là không có dùng kịp trong cái tầng 11 đó. Rồi bây giờ ngoài cái hướng đi thánh di vật là bộ full bóng hình màu xanh này á, thì các bạn có thể đi một cái hướng khác nữa, có thể giúp Venti lúc đó gây đam to hơn, là các bạn đi hai bóng hình màu xanh và hai giá đấu sĩ. Các bạn như là mình đang đi cho thằng như là mình đang đi cho thằng CL này. Ok, mình sẽ gỡ cái bộ thánh di vật của CL ra để gắn cho Venti xem như thế nào. Rồi mình đang gắn cho Venti một cái mũ tỷ lệ bạo nha các bạn, nhưng mà khi mình đi cái hướng mới mình sẽ không đi cái mũ này. À, mình vẫn sử dụng cái mũ này đi để mình thay đổi một xíu xem là chỉ số nó sẽ như thế nào cái đó. Rồi mình sẽ dùng một cái đồng hồ phần trăm tấn công chứ không dùng đồng hồ tinh thông nữa. Rồi để xem chỉ số của mình hiện tại là tấn công 2k, sát thương bạo là 129. Đổi cái mũ này nha bạn, đổi cái mũ này lấy cái mũ sát thương bạo đi. Sát thương bạo bây giờ có 17 à, vũ khí. Đổi cây cánh thiên không. Tỷ lệ bạo 39 hơi thấp. Mình phải đổi một cái thánh di vật nào đó nó có dòng tỷ lệ bạo hơi cao cao một xíu. Tỷ lệ bạo 5,8 này. Tấn công 2k rưỡi, tỷ lệ bạo 45, sát thương bạo 200, 200 rồi, tạm ổn rồi. Mình sẽ đánh lại cái phó bản này. Nhưng mà bộ này thì Venti của mình nạp thì sẽ không có được nhiều nha các bạn. Để xem lại cái hiệu quả nạp của Venti bây giờ là chỉ còn 144 thôi. Ok. Các bạn thấy cái hiệu quả nạp của Venti vẫn rất là ngon. Chỉ có 144 thôi nhưng mà nó hồi nộ lại cũng rất là ngon rồi. Nên là các bạn hiệu quả nạp cho Venti á, các bạn cố gắng build cho nó lên cho khoảng 160 trở lên là được nha các bạn. Còn các bạn dùng Venti trong La Hoàn tầng 11 ấy thì các bạn phải cẩn thận, cố gắng nạp cho Venti càng nhiều càng tốt, tại vì khi mà chúng ta đánh trong đó các bạn mà không có quản cái vụ mà nạp nó tốt một xíu á, thì Venti nó sẽ không có dùng cái chiêu Q được, nó sẽ bị giảm cái mà Venti các bạn thấy là cái chiêu Q á là cái chiêu quan trọng nhất của Venti luôn, mà chúng ta không dùng được thì có thể nói là hầu như là chúng ta mang Venti vào nó vô dụng luôn. Rồi có một cái hướng build thánh di vật nữa mà một số người chơi khác họ cũng sử dụng, đó là mix giữa hai bóng hình và hai tông thất nha các bạn. Thì trong ba cái hướng này, hai bóng hình, hai tông thất, hai bóng hình, hai giá đấu sĩ,
Và full bóng hình thì theo đánh giá của mình thì cái hướng mà ngon nhất mà các bạn có thể dùng cho Venti là full bóng hình màu xanh thôi. Tại vì khi mà các bạn đi full bộ bóng hình màu xanh ấy thì các bạn vừa được tăng 15% buff sát thương nguyên tố phong ở hai món là không nói rồi. Khi mà dùng 4 món á, thì sẽ được tăng cái phản ứng khuếch tán tạo thành tăng lên 60%. Rồi cái dựa theo cái nguyên tố được khuếch tán sẽ giảm 40% kháng nguyên tố của địch xuống nữa. Nên là các bạn thấy là Venti thì chúng ta là đa số là chúng ta đi đường support trong team, tức là chúng ta sẽ có những cái con main DPS khác để nó gây nguyên tố và Venti sẽ khuếch tán cái nguyên tố đó ra, giống như lúc nãy mình vừa dùng xong ấy, đi với lại Klee, đi với lại Ganju ấy, thì các bạn thấy là lúc đó nó phản ứng khuếch tán nó được tăng lên rồi mà nó còn giảm cái kháng nguyên tố của địch xuống nữa, nó làm cho cái sát thương nguyên tố của Klee với lại Ganju sẽ tăng lên thêm nữa. Đấy, nên là đi full bộ bóng hình màu xanh là ngon nhất nha các bạn. Các bạn chỉ đi miss khi mà nào mà các bạn chưa tìm được 4 bộ bóng hình màu xanh ngon thôi. Rồi thì bây giờ Venti có thể sử dụng những cái vũ khí gì? Thì vũ khí 4 sao thì nói chung là Venti nó không phải là một cái con một cái nhân vật mà kén vũ khí nha các bạn. Rất là nhiều vũ khí các bạn có thể dùng cho nó. Trong cái dàn vũ khí 4 sao thì cái cung tuyệt huyền là cái cung ngon nhất mà các bạn có thể dùng cho Venti. Tiếp theo nữa là cái cung sắc xanh. Thì cái cung sắc xanh thì các bạn phải nạp tiền, cho nên là mình sẽ không nói nhiều về cung này. Các bạn phải nạp lấy trong Battle Pass thì mới dùng được. Hai cái cung nữa là cái cung tế lễ và cái cung tây phong. Nếu mà các bạn còn ở world thấp á, chưa farm được thánh di vật ngon á, thì hai cái cung này nó sẽ giúp cho các bạn tăng cái hiệu quả nạp của Venti lên khá là ổn. Tuy nhiên sau này các bạn lên được 80-90 rồi á, thì các bạn nên ráng kiếm một cái cung tuyệt huyền cho Venti nha các bạn. Cây này có thể nói là trấn của Venti luôn ấy, mặc dù nó chỉ là 4 sao thôi nha các bạn. Một cái cung 5 sao khác nữa rất là ngon mà nãy các bạn thấy mình dùng rồi là cái cung cánh thiên không đấy. Các bạn có cây cung cánh thiên không này, các bạn tự tin dùng cho Venti luôn đấy, cực kỳ đỉnh luôn. Cây này là cây cung quốc dân rồi, nhân vật nào dùng cũng được cả. Ok, ở bản 1.4 này thì chúng ta có hai cái cây cung mới nha các bạn. Một cây cung ấy là các bạn có thể đổi miễn phí và các bạn có thể tinh luyện 5 miễn phí luôn, là cây bài ca của hoa gió. Cây này thì bữa giờ rất là nhiều bạn so sánh nó với lại cây cung tuyệt huyền. Mình thì mình chưa, bên nạc chính của mình này, cũng mình thì chưa có đổi cây cung này nên là không có show cho các bạn xem được. Thì mình có đổi bên nạc phụ rồi và mình cũng có đi test sơ thử, thì thật ra là mình đánh giá là nó không ngon như cung tuyệt huyền đâu. Nhưng mà các bạn có thể tinh luyện 5 miễn phí, nên là các bạn nào mà không có cung tuyệt huyền á, thì các bạn có thể yên tâm mà sử dụng cây cung này. Đấy, không ngon được như cung tuyệt huyền nhưng mà đã tinh luyện 5 lên rồi á, thì mình nghĩ là nó sẽ xài nó vẫn rất là ổn, có thể là sẽ hơn được cả cung tuyệt huyền tinh luyện 1 ấy. Đấy. Rồi trong banner vũ khí đợt này các bạn cũng có một cái cây cung, một cái cây cung mới, cung 5 sao mới nha các bạn, là cây cung tiếng thở dài vô tận. Thì nếu mà Venti sử dụng cái cung này á, thì Venti vừa có thể được tăng tinh thông nguyên tố mà vừa có thể búp cho team luôn, búp điểm tinh thông nguyên tố và búp tấn công cho team. Với lại là Venti dùng cái cung này thì hiệu quả nạp của Venti sẽ rất là cao nha các bạn. Các bạn sẽ không cần phải lăn tăng cái hiệu quả nạp của Venti trong thánh di vật nữa. Cây cung này có dòng phụ là tăng hiệu quả nạp rồi. Đấy, các bạn dùng cây Venti mà dùng cái cung này là hiệu quả nạp cực kỳ cao luôn. Nhưng mà sẵn nói về vũ khí thì mình nói luôn là cả cái banner vũ khí này là các bạn không không đáng để cho chúng ta quay nha các bạn, thật sự luôn. Tại vì cả hai cái vũ khí này đều là hai cái vũ khí 5 sao được Rayup này đều là hai cái vũ khí dành cho support cả. Mà nếu các bạn cố gắng thích cây cung này, cố gắng đi quay cho Venti, chưa chắc các bạn sẽ được cây cung này. Banner vũ khí các bạn biết cái mức độ lừa ở banner vũ khí nó như thế nào rồi ấy. Ok. Nên là các bạn nào có cung tuyệt huyền thì cứ dùng cung tuyệt huyền cho Venti. Cung tuyệt huyền là rất là ngon cho Venti rồi. Các bạn nào không có cung tuyệt huyền ấy thì các bạn ở hiện tại các bạn có thể lấy cái cây cung miễn phí từ cái sự kiện này nha các bạn. Có thể lấy cây cung miễn phí từ cái sự kiện của 1.4 là được cây cung hoa gió ấy. Đấy. Cái này bài ca hoa gió nha các bạn, tinh luyện 5 lên dùng là ngon luôn. Rồi. Bây giờ Venti thì đi với những nhân vật nào? Venti thì nó không kén nhân vật. Các bạn có thể đi với lại bất kỳ nhân vật nào cũng được. Tốt nhất là các bạn đi nó với lại những nhân vật có thể gây được sát thương nguyên tố nhiều, như là Kenshin đi sát thương lôi này, đi lúc Ganju, Klee hồi nãy mình có đi ấy. Các bạn đi với Ninguan, nếu mà con Ninguan của bạn cung mệnh 1 á, các bạn đi
Venti chung với Liên Quan sẽ cực kỳ ngon luôn. Đấy, mình sẽ vào đánh để cho các bạn xem nha. Mình sẽ dùng Liên Quan vào đánh cho các bạn xem. Ninguan khi mà có cung mệnh một với các bạn, Venti nó có thể hút quái lên. Đấy, hút quái lên như vậy Ninguan trời đá lên thôi. Đấy, rất là ngon, rất tốt để các bạn gom quái. Mặc dù là cái sát thương nguyên tố nham thì không có khuếch, bị không thể khuếch tán được nha các bạn. Sát thương nguyên tố, các bạn lưu ý nha, nguyên tố nham thì không có bị khuếch tán. Các bạn thấy là khi mà Nin đánh vào cái lốc xoáy của Venti á thì không có bị khuếch tán này. Nhưng mà khi mà các bạn có Nin cung mệnh 1 ấy, mà Venti hút quái lên á, cái cung mệnh 1 của Nin nó sẽ giúp cho từng cái viên đá mà Nin chọi ra nó lan ra, thì khi đó những con quái bị hút lên nó sẽ bị, mỗi lần mà Nin chọi đá lên nó đánh lan lên thì nó sẽ bị extra dam dính vào người nó. Đấy, cho nên là mặc dù là không bị sát thương nguyên tố nham ấy không thể khuếch tán, nhưng mà dùng Nin cung mệnh 1 đi chung với lại Venti là rất là ngon, để các bạn vừa khống chế quái mà vừa tăng cái lượng dam extra mà Nin có thể tạo ra được. Tại vì nó nổ ra thì nó sẽ gây đam thêm cho những con quái xung quanh nữa. Rồi có một nhân vật mà các bạn không nên dùng đi với Venti, đó là ai? Mình nghĩ các bạn cũng biết rồi, đó là Xiao nha các bạn. Ê, mặc dù là các bạn thấy trong trailer giới thiệu Xiao có Venti xuất hiện nữa, nhưng mà thực ra là hai đứa này nó không đi chung với nhau được. Hai thằng này nó không đi chung với nhau được. Tại vì sao? Tại vì khi cái chiêu quy của Venti mà hút quái lên mà các bạn dùng cái chiêu quy của Xiao á, các bạn nhảy lên, các bạn dậm xuống ấy, thì quái nó ở trên trời rồi, Xiao lúc đó Xiao dậm xuống đâu có đụng con quái nào đâu, sẽ không có gây đam được. Đấy, cái lý do đó. Nên là các bạn muốn dùng Xiao mà các bạn muốn dùng một cái con nhân vật hệ phong khác đi support cho Xiao thì khuyên các bạn dùng Sucro hoặc là Jin hoặc là Men Phong, thì chứ không nên dùng Venti nha các bạn. Rồi ok, Venti thì các bạn nào mà muốn cầu nguyện ấy, nhiều bạn hỏi mình là Venti nên lấy cung mệnh mấy. Thì nếu mà các bạn đã xác định là Venti thì các bạn không cần cung mệnh để chơi. Còn Venti của mình không có cung mệnh. Nếu mà các bạn xác định là muốn lấy cung mệnh cho Venti thì mình khuyên các bạn là nên lấy từ cung mệnh 2 trở lên nha các bạn. Nên lấy ít nhất là cung mệnh 2 trở về sau. Tại vì cung mệnh 1 của Venti nó hơi vô nghĩa, nó không ngon lắm. Cung mệnh 1 của Venti là khi mà ngắm bắn nó sẽ phóng thêm 2 mũi tên nữa. Nhưng mà các bạn thấy là Venti của chúng ta, Venti như theo cách mình dùng ấy, thì mình chả bao giờ mà mình ngắm bắn như vậy cả. Ngắm bắn giống như là ganh du các bạn, mình toàn là dùng E và Q thôi, như nãy giờ mình đi đánh các bạn thấy rồi. Đấy, cho nên là cung mệnh 1 của Venti mình, các bạn có thể lấy thử cung mệnh 1 rồi đi ngắm bắn thử xem ngon hay không. Còn như mình thì mình thấy là cái kiểu sử dụng Venti của mình thì mình không thích cung mệnh, mình thấy không cần thiết cung mệnh 1 lắm. Nên là khuyên các bạn nên lấy từ cung mệnh 2 trở lên, sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái chiêu E và chiêu Q của Venti. Ok. Rồi, quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên là hồi nãy mình có nói rồi, là các bạn có nên cầu nguyện Venti ở 1.4 này không? Thì câu trả lời cho các bạn là nên. Tuy nhiên nếu các bạn muốn tiết kiệm nguyên thạch thì sao? Thì các bạn phải cân nhắc vào cái tình hình team của các bạn hiện tại. Nếu mà các bạn đang ở tầm trước World 5, là còn ở World 1, World 2, World 3, World 4, World 5 ấy, các bạn sẽ còn rất là nhiều nhiệm vụ để làm này. Các bạn còn phải đi farm nhiều, rất là nhiều này kia các kiểu, thì Venti nó sẽ giúp cho các bạn chơi game này dễ dàng hơn rất là nhiều. Chạy ngoài map này kia dùng chiêu E bay lên như vậy, đấy, sẽ cực kỳ hữu dụng nha các bạn. Đấy, còn các bạn muốn tích nguyên thạch á, thì nếu mà team của các bạn á đã qua được La Hoàng tầng 12 rồi, các bạn đã ở World 7, World 8, đã qua được La Hoàng tầng 12 rồi, đã có team đi farm đầy đủ cả rồi, các bạn xong nhiệm vụ này kia hết rồi, không cần phải chạy ngoài map nữa, thì lúc đó các bạn thật sự là các bạn có Venti á thì nó cũng giúp cho các bạn chơi game dễ dàng hơn, chắc chắn luôn nha các bạn. Venti, các bạn hàng của các bạn có end game, có early game thì đều giúp cho các bạn chơi game dễ dàng hơn cả. Nhưng mà khi các bạn đã end game rồi, các bạn đã có team đầy đủ hết rồi, thì lúc này vai trò của Venti nó sẽ giảm xuống một xíu.
Venti nó sẽ giúp ích cho các bạn ở early game rất là nhiều, nhưng mà khi đã gần cuối game rồi, các bạn có nhiều nhân vật khác để thay thế, team của bạn mạnh rồi, không cần support mạnh như Venti nữa. Đấy, thì lúc đó các bạn vẫn có thể tiết kiệm Venti để có thể chờ những nhân vật mới sau này như là Zhongli, như là Ela này kia đấy. Thì lúc đó là tùy các bạn thôi. Còn các bạn nào mà vẫn còn mới thì mình khuyên các bạn là nên lấy Venti, một support thì nó là cực kỳ mạnh ở cái con game này. Ok, hy vọng là sau cái clip này thì các bạn nào có Venti thì có thể là hướng dẫn được các bạn cái cách build Venti cho các bạn tốt hơn, và các bạn nào mà đang cân nhắc có lấy nên lấy Venti hay không thì cũng có được câu trả lời cho các bạn nha các bạn. Nếu các bạn thích cái clip này thì nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là đăng ký cái theo dõi kênh của mình để ủng hộ cho mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip chia sẻ về những nhân vật tiếp theo. Bye bye các bạn.